trận đấu lớn. Một trận đấu thật thú vị. Leo Vít lê bóng qua Belusinho. Chị ấy chỉ có một mình. Và chuyển bóng cho em. Của em. Cookin, tuyệt vời. Bóng. Nhưng vậy là gian lận. Không vào. Có vào. Bọn em thắng và bọn chị thua rồi. Này, chuyện gì vậy? Quả bom Ramona. Là em làm. Vậy không công bằng. Đồ gian lận. Anh còn gian lận hơn. Vì anh dùng tay. Dùng tay có phải là gian lận đâu. Có đấy. Vậy là gian lận. Tất nhiên, đúng vậy. Đến giờ chơi rồi, nhanh lên, túi gấu trúc. Vậy, thẻ phạt. Coi, chúng ta hãy chơi mà không gian lận. Mặt ngửa. Maribi và Kukin, các em chọn sân đi. Nếu gian lận, các em sẽ nhận thẻ phạt. Sẵn sàng chưa? Chơi nào. Đằng này. Phạm lỗi rồi. Thẻ vàng. Nhưng em không chạm vào em ấy. Nhưng em kéo áo mà. Và không chế nhạo. Không được phạm lỗi nữa. Một thẻ nữa là thẻ đỏ. Như vậy sẽ bị đuổi ra khỏi sân. Giao. Ghi bàn thắng bằng củ cà rốt có được không? Chị nghĩ là không. Giao rồi. Chơi đẹp thật là tuyệt. Wow.
Tuyệt vời! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Một trận đấu tuyệt vời! Này, ai thắng nhỉ? Chị quên đếm số bàn thắng rồi. Đấu một trận nữa nhé. Nhưng lần sau chúng ta sẽ nhớ đếm số bàn thắng. Và điều tuyệt vời nhất là giờ chị biết chị sẽ làm gì khi lớn lên rồi. Một trọng tài. Chơi, 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 chơi suốt cả ngày. Chị muốn cười và chơi. Chơi, 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 chơi suốt cả ngày. Bảy hoa. Tuyệt quá. Và cây cầu cho con rồng. Này, ra ngoài sân chơi đi. Chị sẽ chơi cầu trượt. Em chọn mập bên. Người ra cuối cùng là trứng thối. Wow, nhiều hoa quá. Mùa xuân chỉ ở đó thôi à? Giờ sao đây? Sân chơi ở đằng kia. Anh không được qua. Nhưng sao những bông hoa này tới đây được? Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Này, nếu chúng ta nhảy thật cao thì sao? Không, nếu rơi xuống, chúng ta sẽ đè nát các bé hoa mất. Chỉ có cách rồi, chúng ta sẽ dùng bóng bay. Không, chúng ta vẫn phải đi qua, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Em tới đây. Được rồi, em sẽ phải suy nghĩ thêm về chuyện này. Không, được dẫm lên hoa. Tất nhiên, đúng vậy. Đến giờ chơi rồi, nhanh lên, túi cấu trúc. Kế hoạch, ê kê, búa. Chúng ta sẽ xây một cây cầu ý. Nghiêm túc chứ, và em sẽ thiết kế nó. Và chúng ta sẽ đi qua bên kia. Chúng ta cần rất nhiều tấm dáng. Đi lấy chúng thôi, nhưng không được dẫm lên hoa. Chị thấy chúng chưa vậy? Có chừng. Chúng ta có nhiều rồi. Thank you.
Một, hai, và... Yeah! Đến lúc ra chơi rồi. Và bà Ben nữa. Cà chua. Tuyệt quá. Và giờ chị biết chị sẽ làm gì khi lớn lên rồi. Một kỹ sư. Chơi, 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 chơi suốt cả ngày. Chị muốn cười và chơi. Chơi, 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 chơi suốt cả ngày.